vô được cái bãi tăng tốc luôn. Tê. Không là còn ten á. Lỗ win là các bạn biết ở sau dí nó mới mạnh được. Thử rồi đây nè. Tiền thì cũng khó nhai đi các bạn ơi. Rồi 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 rồi, ao nhây ao nhây. Ao nhây liền. Đỉnh. Chạy trước đi. Đù, đù, đù. Đóng luôn. Ủa, còn sư giả thì dàn này chạy trước viên con nè. Cũng ghê. Lũ win này là mình review rồi nha các bạn, mà mình up bên cái kênh phụ á, nhiều bạn không biết cứ vào kênh chính của mình chưa review con này. Cái này chạy kỳ văn chạy hay nè, với cái skill đã luôn á. Lũ win không biết rồi đuổi là bao mạnh. Ở đâu không SO luôn rồi. Ok một cái nè, toàn rồi, nó còn SU, nó chưa SU các bạn ạ, cái vòng hai mình nó chưa SU, cũng ghê, dễ gì. Trượt qua nha. Hai chạy ngon ngon có kỷ lục. Ủa nó bay gì mà dữ chứ. Hai ba mất.
tủ của mình mà không có ai chạy xe T nữa. Trời, thằng này mà đi thành gà rồi. Map này ít gì bạn không có T không có nghịch cảnh. Thì bây giờ tăng xe A là phải có phân phách với nghịch cảnh là chịu bao ngon. Thiếu phân phách nó cũng thiếu mà thiếu nghịch cảnh cũng thiếu thiếu. Xe ô xích thề các bạn đạp bạch thì nó sẽ cho boost nha. Nó chạy ra mất tốc cái sàm kia. Đập xe đập nha. Bạch nó có boost, nó kéo luôn. Bình thường thì mình sẽ ngắt ra để lấy skill T3 nhưng mà cái pha kéo này là do mình đang có bứt tốc của vùng bét với đứt xe rất là cao. Phải kệ chê chơi nghiệt ảnh với thì chạch kệ chê chấm hỏi. Đi chô luôn. Nhưng mà xe của bạn hơi yếu thì nén một tí. Đập xe đâu đập. Kéo qua đây. Chứ không. Bù nó không bay lên được cơ. Kéo được. Nó không có sự kiểu xe mà cũng hết sự kiểu bé thôi chứ. Ok, clip mình ở đây thôi nha. Các bạn xem clip thứ hai đừng quên nhấn like đăng ký kênh cho mình các bạn. Rồi các bạn, hẹn bạn trong clip sau nhé. Bye bye.